chúng ta đang được thưởng thức tiết mục của đội Hưng Đào trên nền nhạc Hoa. Tiết mục này của Hưng Đào tiếp theo là tiết mục của đội Ma Lửa, điệu nhảy 24 bước nhạc của Tây Bắc. Xin mời các chị chuẩn bị.
là đều và rất là đẹp. Đề nghị khán giả cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho đội Hưng Đạo ạ. À.